Một trong những điểm rất được trông chờ ở luật đất đai sửa đổi là đã quy định cụ thể hơn về công tác định giá đất sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Và trong năm 2024 thì công tác định giá đất vẫn phải thực hiện theo luật đất đai 2013. Do đó, theo bài viết, sớm ban hành nghị định mới về giá đất trên báo đại biểu Nhân dân, việc ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 44-2014 quy định về giá đất là rất cần thiết và cấp bách nhằm sớm tháo gỡ các vướng mắc có liên quan. Các doanh nghiệp tin tưởng là khi nghị định mới này được ban hành thì sẽ sớm tháo gỡ được các vướng mắc về công tác định giá đất, thẩm định giá đất, quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho hàng trăm dự án bất động sản nhà ở thương mại trong cả nước. Trên báo Hà Nội Mới số ra hôm nay có bài viết tiếp tục cải cách vì doanh nghiệp. Sự phục hồi của doanh nghiệp sẽ quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của các địa phương cũng như là cả nước. Vì vậy yêu cầu tiếp tục cải cách thể chế để hỗ trợ doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết hơn. Trong bối cảnh các điều kiện quốc tế và trong nước vẫn ẩn chứa nhiều thách thức, phức tạp và khó lường, tác động tiêu cực đến sự ra đời cũng như là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2024. Thưa quý vị, mục cuộc sống qua ống kính trên báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ đưa độc giả đến với Xuân Thị Thành mùa sẻ chia. Mùa xuân đã bắt đầu chạm ngõ thị thành, những góc phố ngả đường của thành phố Hồ Chí Minh bừng lên sức sống rạng rỡ. Các không gian Tết truyền thống giữa phố phường mỗi ngày thêm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa những giá trị tinh thần trọn vẹn, gợi lên bao cảm xúc ấm áp quen thuộc. Những ngày nhộn nhịp chuyển bước vào xuân cũng là mùa yêu thương, mùa sẻ chia. Người người tỏ bày tỏ lòng yêu thương với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và với cả những người khó khăn và kém may mắn nét đẹp của sự sẻ chia, nghĩa tình trọn vẹn, góp thêm năng lượng, tiếp thêm động lực cho thành phố trước một chặng đường mới. Thưa quý vị, trên báo Nhân dân có bài viết Ngành công nghiệp ô tô, yếu tố then chốt phát triển nền kinh tế đất nước. Nghị quyết Trung ương 13 đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Có phần thực hiện mục tiêu này, ngành công nghiệp ô tô giữ vai trò then chốt trong phát triển nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện đời sống của người dân. Để nắn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển đúng hướng, cần đánh giá một cách khách quan, hiện trạng và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc từ những thất bại khi thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 trước đây. Báo Nhân dân cuối tuần đăng loạt bài viết chuyên đề với nội dung an toàn giao thông từ luật định đến thực tế. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1300 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân 2024. Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ phát động gia quân năm An toàn giao thông 2024. Song để hạn chế tối đa hiểm họa giao thông, không thể chỉ trông chờ vào các đợt gia quân rầm rộ. Những sức ép ngày một lớn về giao thông tại các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế đang đặt ra đòi hỏi cấp bách trong việc chỉnh lý, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống luật định liên quan đến giao thông. Cũng liên quan đến giao thông trên báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay có bài về quê dịp Tết, người dân chấm điểm hạ tầng giao thông. Trong năm qua diện mạo hạ tầng giao thông đã thay đổi thấy rõ và dịp nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, hàng triệu người dân về quê sẽ có dịp chấm điểm chất lượng dịch vụ giao thông và đó là cơ sở để ngành giao thông hoàn thiện hơn hạ tầng giao thông quốc gia lần đầu tiên hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung đã thanh thang hơn bởi những đoạn cao tốc mới đưa vào khai thác từ giữa năm 2023. Đường về quê đã gần hơn, thời gian di chuyển ngắn lại nên nhiều người chọn đi bằng xe cá nhân. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn nỗi lo về các dịch vụ dọc đường như là cây xăng, trạm dừng nghỉ và nguy cơ nghẽn mạng khi lượng người xe tăng đột biến vào dịp Tết.